Đây là 5 pound mỡ tương đương với 2 cân mỡ bụng. Và đây sẽ là 5 loại thức ăn mà sẽ giúp các bạn đánh bay cục này dễ dàng hơn rất nhiều. Cái cuối cùng nó sẽ là cái quan trọng nhất. Đầu tiên, sữa chua Hy Lạp không béo. Nó hơi đắt hơn sữa chua thông thường. Cái quan trọng nhất, cái sữa chua này nó rất ít calo mà lại cực kỳ nhiều protein. Thứ hai, khoai lang hoặc thậm chí là khoai tây. Cả hai loại này nó đều sẽ giúp cho các bạn no lâu hơn. Thịt ít mỡ, ức gà, thịt bò, tôm, cá rô phi. Các bạn chọn loại nào cũng được. Bởi vì trong hai người cùng ăn một lượng thâm một calo, người ăn nhiều protein hơn chắc chắn sẽ giảm được nhiều cân hơn. Thứ tư, nước. Tuy rằng nước không phải là một loại thức ăn nhưng thậm chí nó còn quan trọng hơn thức ăn rất nhiều. Bởi lẽ có người có thể sống đến vài tuần nếu không có thức ăn nhưng chỉ trụ được 2 đến 4 ngày nếu không có cái thứ này. Mì tôm hay bất kể loại thức ăn nào các bạn thích. Bởi lẽ nó sẽ giúp cho cái công cuộc giảm cân không còn là một hành trình tra tấn tâm lý nữa. Nếu các bạn biết cách giữ những cái đồ mà bạn thích trong chế độ ăn thì các bạn có thể ăn chế độ được lâu hơn.